Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam là bộ phim ngôn tình thanh xuân với sự tham gia diễn chính của cặp đôi Hồ Nhất Thiên và Hồ Bằng Khanh. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bát Nguyệt Trường An với nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ. Trong suốt 3 năm học cấp 3, Lạc Chỉ luôn âm thầm theo dõi hình bóng của cậu bạn cùng trường Hoài Nam. Anh là một học thần nổi tiếng, đẹp trai học giỏi, lại vô cùng ấm áp. Tuy thầm mến Crush đã lâu, nhưng do bản tính nhút nhát nên không dám bày tỏ tình cảm với anh. Trải qua nhiều nút thắt cùng với những sóng gió, cả hai cuối cùng cũng nắm tay nhau trên con đường hạnh phúc của tình yêu. Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam đã từng được chuyển thể đến 3 lần và đều nhận được sự quan tâm chú ý của fan hâm mộ. Với màn truyền hình lần này, cặp đôi Hồ Nhất Thiên và Hồ Bằng Khanh cũng khiến cho cộng đồng mạng sốt dần với những phản ứng hóa học siêu đáng yêu. Dự kiến, bộ phim sẽ được lên sóng trong đầu năm 2021 với 42 tập phim. Hy vọng rằng các bạn sẽ đón xem và ủng hộ cho đoàn làm phim. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.